Từ trước đến nay, chúng tôi chưa từng thất bại. Bằng cách nào? Một câu chuyện. 3 ngày sau, Hoàng thượng sẽ đi qua đây. Có một thân cây chắn đường, thưa bệ hạ. Khi kia của nhà vua tới gần, thân cây đã tự động nâng lên và dọn đường cho nhà vua. Cái cây đã vẫy như thế này để chào mừng nhà vua. Kéo mạnh lên. Đã kéo qua rồi. Những gã hề này biểu diễn ở các khu chợ trên khắp nước. Họ làm dân chúng kinh ngạc bằng những mánh khóe của mình và bắt đầu những tin đồn vô căn cứ. Họ còn được biết đến như một nhóm lừa đảo. Kế hoạch mà người nói tới là gì? Ta muốn các người cho mọi người thấy hoàng thượng của chúng ta được trời cao lựa chọn. Vậy ngài sẽ trả chúng tôi bao nhiêu? Ta đã trả bằng cách tha mạng cho các người rồi còn gì? Làm không công ư? Không thể tin nổi. Lời đồn có thể lan đi khắp nơi. Hạt giống chúng tôi trồng sẽ mọc lên. Nó sẽ lớn dần và lan rộng. Bắt lấy chúng. Trông phải giống như thần linh thực hiện. Đón xem bộ phim Những gã hề, người thay đổi đại cuộc trên kênh Red by HBO. Thưởng thức hương vị Á Châu cùng Red by HBO trên các hạ tầng My TV, FPT, HTVC, AVG, VTV Cap, các ứng dụng Internet OTT, My TV Net, FPT Play.